Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Như lời hứa trong clip trước đấy, hôm nay mình sẽ làm một cái clip làm thế nào đó để sang Phần Lan và con đường nào sang Phần Lan. Nhưng trước khi vào cái chủ đề chính thì mình xin nói thêm về cái kênh của mình. Kênh của mình thì có rất là nhiều chủ đề, từ những cái lĩnh vực đi học rồi đời sống rồi y tế rồi lao động, rồi nói chung là có rất nhiều chủ đề. Và kênh của mình tên là Cuộc sống của người Việt ở Phần Lan. Và hy vọng là mọi người sẽ vào đấy tìm hiểu về tất cả những lĩnh vực theo dõi, rồi là tìm hiểu về cái cuộc sống ở Phần Lan nó như thế nào. Nếu như mình thực sự mà có nhu cầu sang Phần Lan thì chắc chắn là mọi người sẽ có cái cách đó nào đó để sang Phần Lan. Nhưng bây giờ đi về chủ đề chính, đó là làm thế nào để sang Phần Lan. Thực ra sang Phần Lan thì không có khó, với mình thì mình nghĩ là không có khó vì là mình đã trải qua rồi nên là mình nghĩ là không có khó. Còn với những người khác bây giờ chưa biết cái gì thì chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là khó và đang không biết được rằng là mình nên làm như thế nào để mình sang Phần Lan. Dĩ nhiên rằng là bây giờ ở đâu thì nó cũng khó khăn vì chiến tranh xảy ra mà, nên là mọi người cũng muốn tìm cho mình một cái hướng đi tốt nhất, mình cảm thấy phù hợp nhất với mình để mình tìm được một cái cuộc sống lâu dài về tương lai, về cho bản thân và cho gia đình. Dĩ nhiên rằng là mình ra nước ngoài thì chắc chắn là mình phải được một cái gì đó để giúp đỡ gia đình ở Việt Nam. Và cái mất đi thì cũng có mất đi chứ không phải là không không mất đâu nhá. Và sang Phần Lan này nó cũng có rất là nhiều màu, từ màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, rồi là đến màu hồng. Và đặc biệt là đầu tiên là chắc chắn là sẽ có cái màu mà mình không thích đâu, nhưng mà cuộc sống mà, mình đi nào đi đâu thì mình phải theo đó. Rồi bây giờ quay trở về chủ đề chính, đó là làm thế nào để sang Phần Lan. Mình nói từ cái trường hợp của mình, đó là mình sang đây kết hôn. Đấy là trường hợp đầu tiên. Kết hôn có nghĩa rằng là mình kết hôn với một người Phần Lan, kết hôn với một người Việt Nam ở phần đang sinh sống làm việc ở Phần Lan. Tất cả này đều được phép nếu như mà tất cả, ví dụ như vợ mình có đầy đủ thu nhập hoặc là cái người nào đó có đủ thu nhập để đón bạn sang đây. Đó là con đường kết hôn. Và mình cũng xin kể thêm về cái trường hợp của mình, đó là hồi xưa mình sinh sống ở Tiệp và mình và vợ mình quen nhau thôi, sau đó hai người tìm hiểu và cảm thấy rất hợp với nhau thì vợ chồng mình đi đến hôn nhân. Và dĩ nhiên rằng là đến bây giờ sau khi ở với nhau khoảng 12 năm thì hai vợ chồng mình thấy là mọi thứ nó rất là đang rất là trôi chảy, rất là ok. Đấy là con đường đầu tiên mình muốn nói cho mọi người biết, đó là kết hôn. Kết hôn thì bây giờ thời đại trong 4.0 đấy thì mình nghĩ là đâu có phải là cứ phải đi ra đường gặp nhau rồi tìm hiểu nhau rồi là đi đến hôn nhân đâu. Bây giờ mình có mạng xã hội rồi, nó có rất là nhiều thứ để mình có thể làm quen ở trên mạng, rồi là mình cảm thấy phù hợp thì mình đến gặp nhau rồi là mình kết hôn, hoặc là mình mời người ở bên này về Việt Nam chơi, hoặc là người Việt Nam mời sang bên này chơi rồi hai người có thể đi đến hôn nhân. Đấy là con đường đầu tiên. Thứ hai đó là con đường du học sinh. Du học sinh thì bây giờ có ba 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 con đường, đó là học nghề này, học đại học này, và học trung cấp, học trung học. Bây giờ là đang có ba ba cách nhá. Học nghề có nghĩa bây giờ người ta đang có cái chương trình là học học y tá. Nhưng mà học y tá thì người ta sẽ lựa chọn rất là kỹ và không có nhiều cơ hội đâu. Một năm họ lấy một 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 200 gì đó thôi. Đấy, do người Phần Lan, có nghĩa đất nước Phần Lan họ đứng ra họ tổ chức và họ lấy sinh viên từ Trung Quốc này, Việt Nam hoặc Philippines này, họ lấy sang bên đây để học học y tá. Dĩ nhiên là đi học thì phải mất phí rồi chứ không phải là mình đi học không. Ở đây không có ai tài trợ cho bạn hoàn toàn vì bạn từ Việt Nam sang, còn nếu như bạn được sinh sống ở Phần Lan này thì lúc đấy thì nó lại là một câu chuyện khác. Rồi đi học đại học thì đây là một cái chủ đề rất là quen thuộc với tất cả các bạn sinh viên ở Việt Nam. Nếu như ai có quan tâm đến vấn đề đi học đại học thì chắc chắn là bạn ấy sẽ hiểu và bạn ấy biết cách làm thế nào để đi học đại học ở Phần Lan. Có rất nhiều trường ở Phần Lan này này tuyển sinh viên nước ngoài. Dĩ nhiên là đi sang đây học thì mình phải mất lệ phí, nhưng mà cái lệ phí đấy nó không có cao. Cái thứ hai là bạn có thể tìm ở cái vấn đề học bổng này, rồi là đi khi mà sang đây đi học thì bạn có thể là đi làm thêm này, làm thêm ở tất cả các chuỗi cửa hàng, hoặc là đi lau chùi dọn dẹp, hoặc làm những cái công việc gì đó mà cảm thấy phù hợp với mình. Ở đây rất là nhiều việc và chắc chắn là những bạn sinh viên ở đây khoảng vài tháng thì các bạn ấy có thể xin được việc. Thứ ba là học trung học. Bây giờ một số trường ở Phần Lan đang thiếu học sinh nên người ta đang mở để đón học sinh nước ngoài học ở Phần Lan bằng tiếng Anh trung học, rồi sau đó thì tiếp tục mà học đại học ở đây. Dĩ nhiên là bây giờ một số gia đình ở Việt Nam có điều kiện kinh tế khá giả thì mọi người sẽ cho con họ đi sang nước ngoài học trung học. Dĩ nhiên là phải bằng tiếng Anh, và tiếng Anh phải phải giỏi thì mới sang đây được.
Còn ở Việt Nam thì có một số trung tâm người ta sẽ đứng ra để làm giấy tờ rồi giới thiệu rồi làm thế nào đó để bạn có thể đi sang Phần Lan này du học theo con đường trung học. Đấy. Đấy là con đường thứ thứ ba đúng không? À thứ hai. Còn con đường thứ tư thứ ba đó là đi sang đây lao động. Sang đây lao động thì không có khó vì trước đây thì mình cũng quen rất là nhiều người đi sang đây lao động và cũng đã ở sinh sống ở đây rất là lâu rồi. Có người ở đây đến gần chục năm rồi cũng đi bằng con đường lao động. Trước đây thì ở nhà kính ở trên miền Trung ở Phần Lan ấy, họ có tuyển công nhân làm công việc nông nghiệp. Thực ra làm nông nghiệp ở bên đây thì mình thấy là không có vất vả. Làm trong nhà chính thì hái mấy quả dưa chuột rồi là hái mấy quả cà chua đấy, trồng trọt để chăm bón thôi. Nó đơn giản lắm ở trong nhà kính. Nói chung là công việc thì mình thấy là ok. Có cái điều rằng lương nậu thì nó sẽ không được cao như là mọi người mong muốn. Ví dụ như là làm công việc ở trong nhà kính ấy, thì lương đến tay được khoảng 1.300, 1.400 thôi. Chứ nó không có được cao. Còn nếu mà bạn nào mà có muốn rằng là sinh sống lâu dài hoặc gì đó thì chắc chắn phải tìm hiểu những cái công việc khác. Ví dụ như là mình học trước là học làm móng ở Việt Nam này, sang đây mình đi theo con đường nông nghiệp rồi mình có thể là thay đổi, mình xin ở chỗ nào đó nếu người ta nhận thì là mình xin sang đấy thì dĩ nhiên là cái lương nó sẽ cao hơn. Còn hoặc là có thể là xin đi làm nhà hàng. Những ai mà được đi sang đây rồi thì chắc chắn là họ sẽ hiểu là nên làm như thế nào. Còn dĩ nhiên là làm nông nghiệp thì cái công việc thì nó không được dài, nó chỉ hợp đồng trong vòng vài tháng thôi. Còn sang đây thì mình tự tìm hiểu. Mới đây thì mình có biết được rằng là có thêm một cái công việc đó nữa, đó là đi công việc hái quả ở trong rừng đấy. Nhiều người sang đây xong rồi các bạn ấy đi vào trong rừng các bạn ấy hái quả đấy. Thì thấy thu nhập nó cũng ổn định hơn, nó cũng cao hơn. Đấy là ba cái con đường mà mình muốn nói rằng là đi sang Phần Lan đi bằng cách nào và đi như thế nào. Dĩ nhiên đi như thế nào thì mọi người phải tự tìm hiểu. Chứ mình cũng không tiện nói ra vì đây là cái chủ đề nó thực sự là nhạy cảm. Mình nghĩ rằng nó thực sự là nhạy cảm vì là có rất nhiều người sẽ theo dõi rồi là kiện tụng rồi có thể là ví dụ lúc đó thì cảnh sát họ nhảy vào rồi nọ kia. Dĩ nhiên rằng khi đi sang đấy thì mọi người từ đi du học đi lao động rồi là đi kết hôn chắc chắn là khi mình làm giấy tờ thì mình cũng phải mất phí rồi là có thể mình chưa hiểu về cái vấn đề nào đó thì phải cần có người giúp đỡ. Dĩ nhiên là cái người giúp đỡ thì họ sẽ lấy phí của mình nhưng cái lý phí bao nhiêu đấy thì cái việc đấy thì do cái người giúp đỡ và cái người mà muốn sang người ta cần bao nhiêu. Còn còn dĩ nhiên rằng ở đâu thì cô cũng có cả bẫy cũng có lừa đảo rồi nọ kia. Nhưng mà nếu mọi người mà tỉnh táo thì chắc chắn là mọi người sẽ không bao giờ bị lừa đảo. Nói chung là mình làm cái gì thì mình cũng nên hỏi nhiều người được tư vấn rồi nọ kia thì chắc chắn là mình sẽ được một cái tư vấn gì nó đảm bảo hơn. Mình sẽ biết sâu xa về cái cuộc sống xã hội bên đây thì lúc đó mình đi mình sẽ không bị thế lọ không bị thế kia, nó không bị sợ bị lừa đảo. Còn mình bật mí thêm một chút nữa là mình có một cái Facebook. Tên Facebook của mình là Thomas Hoàng. Mình sẽ để ở cái comment, dòng đầu tiên comment thì là mọi người sẽ biết được ở đấy đó rồi nếu mà mọi người thực sự quan tâm đến cái vấn đề mà đi sang đây như thế nào thì mình sẽ giúp nhưng trong cái sự hiểu biết của mình thôi. Còn nếu mà sâu xa thì nếu mà các bạn muốn tự tìm hiểu thì dĩ nhiên ok các bạn phải tự tìm hiểu rồi. Cái chuyện này chuyện chuyện cá nhân nên là mình không thể giúp được. Cái chuyện gì nó quá sâu xa. Dĩ nhiên là trong một góc độ nào đó thì mình sẽ nếu mà thực sự mà các bạn ai mà có thực sự mà quan tâm đấy thì mình sẽ giúp. Mình không có ngại ngần gì cả. Ở đây mình chỉ thể share tất cả mọi thứ. Mình không có gì là mình phải ngại cả. Đấy thì làm thế nào để sang Phần Lan chắc chắn là mọi người sẽ biết được thêm một chút nữa làm thế nào để sang Phần Lan, những cách nào để sang Phần Lan. Thì đấy là cái chia sẻ của mình. Mình hy vọng là mọi người xem và hiểu sâu hơn về cái cách để sang Phần Lan và đừng bao giờ để họ lừa đảo chính cái bản thân mình, lừa đảo gia đình mình mà để một rồi tiền mất tật mang rồi là để phải suy nghĩ nhiều hơn. Hy vọng là mọi người sẽ hiểu sâu hơn về cái cuộc sống ở Phần Lan này. Dĩ nhiên là sang đây là nó cũng có rất là nhiều màu nhá, mọi người nên chú ý nhá. Sang đây thì mới đầu thì chỉ vài tháng thì dĩ nhiên sẽ thấy buồn vì xa gia đình nhưng mà sống lâu thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy thích vì cái khí hậu rồi là thời tiết ở bên đây nó rất là ok. Thôi mình cũng xin được dừng clip ở đây. Chúc mọi người một ngày rất ngày mới vui vẻ và hẹn mọi người ở clip sau. Clip sau chắc chắn là mình sẽ đưa rất ra rất là nhiều điều thú vị khác mà rất là nhiều người quan tâm. Thôi, chào mọi người nhé.